Trống bổng bùng nổ và hồi sinh từ cõi chết một cách huy hoàng và uy nghiêm. Giờ đây các vị vua lửa lại một lần nữa trỗi dậy và thâu tóm các đấu trường quốc tế cùng với sức nóng của mình. Chào mừng các bạn đã đến tới Iron Deck Barking. Lần đầu tiên xuất hiện trong Iron Deck, con sót bị Barking vào năm 2013 và giờ đây một lần nữa xuất hiện sau 10 năm với dạng hỗ trợ hùng hậu trong Iron Deck Barking. Barking đã nổi lên như một hiện tượng với lối chơi áp đảo đối thủ thông qua khả năng hồi phục bản nguyên một cách liên tục cũng như chiếm lợi thế và kiểm soát trận đấu qua các hiệu ứng của quái thú khi bị phá hủy của chúng. Nếu các bạn thích lối chơi bùng nổ chế các sàn đấu thì Barking là một deck cho bạn. Nguồn cảm hứng của Viking được bắt nguồn từ các vị thần và thần thoại đến từ châu Á hay chủ yếu đến từ Hindu. Lối chơi mang tới chất hủy diệt và phục hồi càn nguyên cũng được dựa trên với cái niềm tin của Ấn Độ và Phật giáo về cái chết, sự tái sinh và sự tự thiêu. Từ đó, mọi quái thú trong Viking được tạo ra cùng với các hiệu ứng tương tác với sự hủy diệt của chính nó. Viking Avatar Garunix. Nếu một hoặc nhiều quái Viking mặc ngưỡng phá hủy bởi hiệu ứng lá bài từ lúc ở Demon's Step, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay. Nếu lá bài này mà bạn đã điều khiển bị phá hủy do chiến đấu hoặc do hiệu ứng của lá bài của địch, bạn được gửi vào một, bạn có thể triệu hồi đặc biệt một quái Viking Avatar từ trong bộ bài. Viking Avatar or Avatar. Khi có quái kích hoạt hiệu ứng trên sân, trong khi lá bài này ở trên sân, bất hợp pháp bạn hãy ngăn sự kích hoạt đó và nếu được, phá hủy một quái hệ lửa khác ở trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy vừa gửi xuống mộ, bạn có thể target một quái Beast, Beast Warrior hoặc Vương Beast hệ lửa ở dưới mộ. Ngoài trừ Viking Avatar or Avatar và triệu hồi đặc biệt nó, nhưng hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hóa cũng như sẽ bị phá hủy ở trong end phase. Bạn chỉ có thể dùng một hiệu ứng của Viking Avatar or Avatar mỗi lượt. Viking Avatar Baron. Nếu quái Viking mặt ngựa của bạn đang điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng lá bài, ngoài trừ trong Damage Step, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay. Trong standby phase tiếp theo, sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng lá bài và được gửi vào mộ, thêm một lá bài Viking từ bộ bài lên tay, ngoại trừ Viking Avatar Baron. Viking Avatar Kirin. Nếu quái Viking mặt ngựa bạn đang điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng lá bài, ngoại trừ trong Damage Step, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi cửa số 1, bạn có thể gửi một quái hệ lửa từ bộ bài số 1. Viking Avatar Rangvali. Nếu một hoặc nhiều quái Viking mặt ngựa của bạn bị phá hủy bởi hiệu ứng lá bài, ngoại trừ trong Damage Step, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay. Khi mà có Spell Trap hoặc hiệu ứng được kích hoạt, trong khi lá bài này ở trên sân, Quick Effect ở hai ngăn sự kết hợp của lá bài đó và nếu làm vậy phá hủy một quái hệ lửa trên tay hoặc mà gửi trên sân của bạn, bạn chỉ có thể dùng một hiệu ứng của Viking Avatar Rangvali mỗi lượt. Viking Avatar Yaksha. Nếu một hoặc nhiều quái Viking mặt ngựa của bạn bị phá hủy bởi hiệu ứng lá bài ngoài trừ trong Damage Step, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay. Nếu lá bài này bị phá hủy và gửi số 1, bạn có thể phá hủy một lá bài trên tay hoặc sân của bạn, bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của Viking Avatar Yaksha một lần mỗi lượt. Viking High Avatar Kirin. Trong main phase của bạn, nếu lá bài này ở trên tay của bạn, quick effect, bạn có thể phá hủy một quái hệ lửa khác trên tay hoặc mặt ngửa trên sân để được triệu hồi đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị phá hủy và gửi xuống mộ, bạn có thể triệu hồi đặc biệt một quái Viking trên tay hoặc dưới mộ, ngoại trừ Viking High Avatar Kirin. Sau đó, bạn có thể phá hủy một lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể dùng mỗi hiệu ứng của Viking High Avatar Kirin mỗi lượt. Legendary Viking Onyx. Nếu có một hoặc nhiều hơn quái có hệ gốc là lửa bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay. Khi lá bài này được triệu hồi thường hoặc đặc biệt, bạn có thể thêm một Viking Spell Trap từ bộ bài lên tay. Trong standby phase tiếp theo, sau khi lá bài này bị phá hủy và gửi vào mộ, thêm lá bài này từ mộ lên tay. Bạn chỉ có thể dùng mỗi hiệu ứng của Legendary Viking Onyx mỗi lượt. Viking High Avatar Heroic. Trong standby phase tiếp theo, sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng lá bài và được gửi xuống mộ, triệu hồi đặc biệt lá bài này từ dưới mộ nếu được, phá hủy toàn bộ quái thú trên sân. Khi lá bài này bị phá hủy do chiến đấu và được gửi xuống mộ, bạn có thể triệu hồi đặc biệt một quái Viking từ trong bộ bài từ Viking High Avatar Garunix. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng thứ nhất của Viking High Avatar Garunix một lần mỗi lượt. Sacred Viking Garunix. Nếu có một hoặc nhiều hơn quái có hệ gốc là lửa bị phá hủy do chiến đấu hoặc hiệu ứng lá bài, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài từ dưới mộ nếu nó đã ở dưới mộ khi quái bị phá hủy hoặc từ trên tay. Khi lá bài này được triệu hồi đặc biệt, bạn có thể phá hủy một quái hệ lửa Beast, Beast Warrior hoặc Vương Beast ở trên tay trong một bài hoặc mặt ngửa trên sân của bạn. Nếu được, lá bài này nhận một lượng chỉ số attack hiện có quái bị phá hủy đến hết lượt. Bạn chỉ có thể dùng mọi hiệu ứng của Sacred Viking Garunix mỗi lượt. Garunix Eternity Hai Gian of the Vikings. Nếu lá bài được triệu hồi XZ, bạn có thể phá hủy toàn bộ tất cả quái thú khác trên sân. Bạn có thể tách một nguyên liệu lá bài này sau đó target một spell trap trên sân phá hủy nó. Nếu được, lá bài này nhận 500 attack. Nếu lá bài này bị phá hủy trong khi có nguyên liệu, bạn có thể triệu hồi đặc biệt quái Viking dưới mộ bằng với số nguyên liệu lá bài này có khi nó bị phá hủy.
anh chỉ có thể dùng mọi hiệu ứng của Garnix Eternity, Hải Giang of the Vikings một lần mỗi lượt. Viking Island chỉ có thể dùng hiệu ứng thứ nhất, thứ hai mỗi lần mỗi lượt. Trong main phase của bạn, bạn có thể phá hủy một quái thú trên tay hoặc trên sân nếu được thêm một quái Viking từ bộ bài lên tay. Nếu bạn không được hiệu quái thú, bạn có thể đặc biệt một quái Wing Beast hệ lửa trên tay. Nếu là bài ngựa này ở Fuel Zone bị gửi xuống một hoặc bị banish, phá hủy toàn bộ quái thú bạn nên điều khiển. Viking Sanctuary, bạn chỉ có thể kích hoạt được một Viking Sanctuary mỗi lượt. Nếu là bài này được kích hoạt, bạn có thể đặt một Viking Island ngựa lên Fuel Zone từ bộ bài. Nếu là bài ở Fuel Zone các bạn bị phá hủy bởi hướng lá bài, thay vào đó bạn có thể phá hủy một quái thú hệ lửa trên tay hoặc mặt ngựa trên sân. Nếu đối thủ triệu hồi đặc biệt một hoặc nhiều quái thú, bạn có thể ngay lập tức sau khi hiệu ứng này hoàn thành triệu hồi một XZ, một quái XZ hệ lửa, chỉ dùng quái Fire King mà bạn đang điều khiển. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng thứ hai và thứ ba của Fire King Sanctuary mỗi lượt một lượt. Fire King Skyburn, target quái Fire King bạn đang điều khiển bằng với số lượng lá bài mà đối thủ đang điều khiển phá hủy chúng. Nếu một hoặc nhiều lá bài Fire King mà bạn đang điều khiển bị phá hủy bởi hướng lá bài, bạn có thể banish lá bài này thay vào đó. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng 1 hoặc 2 của Fire King Skyburn một lần mỗi lượt. Circle bị Fire King target một quái hệ lửa mà bạn đang điều khiển và một quái trong một của bạn. Phá hủy quái thú mà bạn đang điều khiển và nếu được triệu hồi đặc biệt quái thú còn lại từ dưới 1. Bạn chỉ có thể kích hoạt một Circle bị Fire King mỗi lượt. Onslaught bị Fire King nếu chỉ có đối thủ bạn điều khiển quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào triệu hồi đặc biệt một quái Beast, Beast Warrior hoặc Wing Beast hệ lửa từ trong bộ bài. Nhưng hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hóa và nó sẽ bị phá hủy trong end phase. Bạn chỉ kích hoạt một Onslaught bị Fire King mỗi lượt. Echelon of the Fire King triệu hồi đặc biệt ba quái thú hệ lửa, một Beast, một Beast Warrior và một Wing Beast. Mỗi lá từ trên tay, bộ bài và mộ, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa cũng như là phá hủy chúng ở trong end phase. Bạn có thể banish lá bài này dưới mộ. Lúc này đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng lá bài khi bạn triệu hồi thường hoặc triệu hồi đặc biệt một hoặc nhiều quái Fire King. Bạn chỉ có thể dùng mọi hiệu ứng của Echelon of the Fire King một lần mỗi lượt. Với các quái Fire King được đặt tên theo các thần thoại như Fire King Kirin và High Kirin được đặt tên theo con Kirin hay Kirin của thần thoại Trung Quốc. Fire King Bronze thì được đặt tên theo con Bronze của thần thoại Bali từ Indonesia. Fire King Arvata là kết hợp giữa hai thần thoại Hidun với cái tên được đặt theo con voi thần là Arivata và quái thì theo hình thù của thần Ganesha. Fire King Rangbali thì được đặt tên theo thần Bash Rangbali hay với tên quen thuộc hơn là Hanuman, thần kỳ của Ấn Độ. Fire King Yaksha thì được đặt tên theo các linh hồn của Hindu, các linh hồn Yakshas. Fire King Phoenix và Garnix thì được đặt theo con phượng hoàng của Trung Quốc với sự hồi sinh từ cõi chết, nhưng lại mang tên theo con Phoenix của châu Âu. Garnix là kết hợp giữa Phoenix và Garuda, với Garuda là vị thần chim của Ấn Độ, thường hay được cưỡi bởi vị thần Vishnu. Cách chơi chính của Fire King sẽ quanh việc phá hủy chính quái thú của bản thân, trên sân hoặc trên tay, để chuẩn bị cho việc hồi sinh nhiều lần cho hai quái thú chủ lực của nó là Fire King High Avatar Garunix và Sacred Fire King Garunix. Hầu hết mọi quái Fire King đều có thể triệu hồi đặc biệt chính bản thân nó từ trên tay. Nếu có quái Fire King hoặc quái hệ lửa bị phá hủy trong khi trên sân, các bạn có thể hầu như sẽ phá hủy các quái Fire King hoặc quái hệ lửa của bạn trong lúc thực hiện các hiệu ứng, đặc biệt là hiệu ứng của Fire King Avatar or Vata. Khi mà dùng nó để vô hiệu hóa thì ta phải phá hủy một quái thú hệ lửa trên tay hoặc trên sân ngay sau đó. Để đền bù lại cho việc mất mát do việc tự hủy, nhiều quái Fire King cũng nhận được lợi thế khi bị phá hủy, như Fire King High Avatar Kirin với hiệu ứng là đem lại một quái Fire King từ dưới mộ cùng lúc phá hủy một lá bài trên sân. Fire King chỉ tập trung vào cách chơi midrange kéo dài qua nhiều lượt từ triệt tiêu tài nguyên của đối thủ trong khi tự phục hồi tài nguyên và lợi thế của bản thân qua những hiệu ứng tự hủy. Trên đây là decklist để các bạn tham khảo. Với Fire King đồng deck hệ lửa, các bạn có thể sử dụng những tộc bài hệ lửa khác để hỗ trợ như tộc bài Snake Eye và những lá Simple Spoils. Nhưng vì Fire King cũng gồm nhiều quái có các loại như Beast, Beast Warrior và Wing Beast, nên nó cũng được hỗ trợ từ những lá như Fire Formation Tanky và tộc bài Tribe Brigade để hỗ trợ với cả ba loại quái. Dù là một bộ bài vô cùng mạnh, nhưng nó vẫn có vài điểm yếu chí mạng khi gặp các hiệu ứng có thể lại bỏ các quái thú Fire King mà không phá hủy nó. Một trong những ví dụ có thể kể đến như The Mansion Shifter, lá bài counter mạnh bất kỳ những bộ bài nào có tương tác với một. Macrocosmos và Dimensional Treasure cũng giống như The Mansion Shifter nhưng là Spell và Trap. Ghost Ogre and Snow Rabbit bắn Sanctuary hoặc Rebel Store để gây khó cho địch. Necro Valley ngăn chặn từ hoàn hình của Fire King, Ghost Spell and the Haunted Mansion giống Ash Blossom and Joy Spring nhưng lại tương tác như một. Roll and Lockbird ngăn chặn từ thêm bài từ bộ bài lên tay, hoàn toàn ngăn chặn Engine Dive Store.
Call by the Grave and DD Crow ngăn chặn và vô hiệu hóa sự hồi sinh của nhiều Wildfire King. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giây phút này. Các bạn hãy đến shop Kishira tại địa chỉ 930-46 chợ Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để mua sắm những sản phẩm TCG chất lượng nhé.